Này không được cho quăng tràm vào nha. Học cái tuyến đường này có nguyên cả một cái khu vực ngồi luôn, đã chưa, to là to luôn kìa. Quá, wow, không gian rộng minh quá, wow, chỗ này ngồi đã nghe. Dạ 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 dạ. Dạ rồi. Wow, cổng rất là to luôn nha mọi người. Mọi người tiếp tục theo nhà Satoshi nha. Ở đây không viên rộng ơi là rộng luôn. Đây là gì cả, Miyamo Jinja là di sản văn hóa thế giới nha mọi người. Này không được cho quăng tràm vào nha. Đây là đền thần của con ngựa, nhưng mà con ngựa đi đâu mất tiêu rồi ấy. Wow, cái cổng nhìn đẹp ha. Người ta cúi chào á, sau khi mình đi ra khỏi á. Cát không nè mọi người. À, Satoshi đẩy trước rồi kìa. Yama, núi. Nước trong vắt cho mọi người, nhìn kìa đẹp kìa ha. Wow, nè. Wow, đẹp quá, màu cam đỏ rực luôn á. Wow, quá rộng luôn nha. À, Hapaki đây, à, họ lá này đẹp hả con? Đấy. À, đẹp quá mọi người ha. Quá đẹp sao ta chị ạ? Chậm chậm thôi. Cho giống diễn viên quá vậy. Đi đâu đó? Giống ca sĩ, sao tao xin làm ca sĩ vậy? Bãi đất cát này, như là đang ở biển vậy á.